Đức Minh xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 4. Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ bình an. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Mẹ sốc khi con đầy tháng đã nghe nhân viên bảo hiểm hù ung thư đột tử. Tước hàm thiếu tướng của cựu phó giám đốc công an nhận tiền để chạy án. Chủ tiệm vàng đang nợ gần 100 tỷ đồng bỏ trốn, hàng trăm người khốn đốn. Nhiều cán bộ liên quan đến sai phạm xây trái phép gần 500 căn nhà ở Đồng Nai. Bắt khẩn cấp một hiệu trưởng trường trung học phổ thông ở Đắk Nông. YouTube thu phí xem video không quảng cáo tại Việt Nam. Sau dự án Cát Linh Hà Đông, Hà Nội muốn Trung Quốc làm thêm dự án đường sắt Hà Đông Xuân Mai. Vụ biệt phủ ở núi Sập, cựu lãnh đạo xây mà không dám thừa nhận. Dịch châu chấu gây thiệt hại hơn 40 hectare hoa màu tại Cao Bằng. Xác minh tin sắc phong Việt Nam được đấu giá ở Trung Quốc. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, diễn viên Ngọc Lan đang là tâm điểm của sự chú ý sau khi livestream thể hiện sự bức xúc liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của cô và con trai. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô mua gói bảo hiểm cho mình là 530 triệu đồng một năm, gói của con trai là 170 triệu đồng một năm. Sau 10 năm lấy về tiền gốc 7 tỷ, cộng thêm tiền lãi là xấp xỉ 10 tỷ. Nhưng gần đây, nữ diễn viên Ngọc Lan phát hiện cô phải đóng phí tới 74 năm và con số nhận về không như tư vấn nói. Họ lừa mình một cách có hợp pháp á. Các bạn nghe con số đó các bạn thích không các bạn? Vì sao Lan không gửi ngân hàng số tiền đó? Thay vì Lan gửi ngân hàng số tiền đó, đúng không? Tiền lời nó sẽ nhiều hơn. Nhưng Lan nghĩ tới cái câu chuyện rằng là em ơi, lỡ mà em có chuyện gì xảy ra thì ai nuôi con em? Cho nên là Lan nghĩ tới cái, Lan thấy cái con số bồi thường cho Lan rất là nhiều luôn. Nếu như mà Lan chết thì con số bồi thường cho Lan rất là nhiều, nó tới mười mấy tỷ lần mọi người, tới 15 tỷ lần. Chia sẻ với phóng viên, luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật ANVI cho rằng bảo hiểm bán giấy lấy tiền nên khác với các doanh nghiệp khác bán hàng đổi tiền. Vì bán hàng đổi tiền chỉ có trường hợp tốt, xấu, còn đây sơ sẩy là mất. Do đó đối với doanh nghiệp bảo hiểm quan trọng nhất là sự tử tế, đứng đắn, chuyên nghiệp. Bảo hiểm là sản phẩm tài chính nhằm giảm thiểu mất mát do các sự kiện rủi ro bất ngờ xảy ra. Bảo hiểm không phải là kênh đầu tư tự có khả năng sinh lời. Tuy nhiên ở Việt Nam, các công ty bảo hiểm suốt một thời gian dài đã để khách hàng vào kênh đầu tư tài chính thay vì quan tâm tới giá trị cốt lõi của sản phẩm bảo hiểm. Điều đó vô tình khiến thị trường bảo hiểm Việt Nam trở nên bát nháo. Một trong những điểm gây nhức nhối nhất là nhân viên tư vấn bảo hiểm thường tung hỏa mù và bẻ lái người mua tới những quyền lợi ngoài lề, dù các lợi ích này rất khó xảy ra trong thực tế, hoặc đi kèm với các điều kiện mà người mua khó đáp ứng đến cùng. Chị Lê Thị Hậu, 37 tuổi ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bản thân chị không kỳ thị bảo hiểm nhân thọ. Tuy vậy, bản thân chị đã phải trải nghiệm rất nhiều điều không hay, nếu không muốn nói là rất ức chế về nhân viên bảo hiểm. Ngày con trai chị Hậu đầy tháng, một người bạn lâu ngày không gặp bất ngờ xuất hiện, tư vấn bán bảo hiểm bằng những lời chủ ẻo. Anh Trần Đức Vinh ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, anh cũng nhiều fan bực mình với các nhân viên bán bảo hiểm, giới thiệu tư vấn kiểu chú ẻo, như mai mốt anh, người thân trong gia đình ung thư hay một ngày ra khỏi nhà mãi mãi không quay về là kiểu gặp thường xuyên. Phần nào hiểu tính chất của bảo hiểm nhân thọ, gắn liền ý nghĩa chia sẻ rủi ro, tai nạn, nhưng theo anh Vinh, nhiều nhân viên bảo hiểm tiếp cận tư vấn phản cảm với thái độ dọa dẫm. Bảo hiểm an toàn đâu chưa thấy, toàn thấy đe dọa, chú ẻo thì bất an đã ở ngay trước mắt. Truyền thông trong nước đưa tin, cựu phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn vừa bị tước cấp bậc hàm thiếu tướng công an do có hành vi môi giới hối lộ để chạy án cho hai người trong vụ chuyến bay giải cứu gây xôn xao dư luận thời gian qua. Trước đó, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án chuyến bay giải cứu, đề nghị truy tố 54 bị can ở nhiều bộ ngành trên cả nước. Khi cơ quan an ninh tiến hành điều tra vụ án, các bị can Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Bầu Trời Xanh Blue Sky và Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc công ty Blue Sky đã gặp Nguyễn Anh Tuấn, lúc đó đang là phó giám đốc công an thành phố Hà Nội nhờ giúp đỡ. Do có quen biết với Hoàng Văn Hưng, khi đó là trưởng phòng điều tra Cục An ninh điều tra Bộ Công an, nên bị can Nguyễn Anh Tuấn nhận lời làm trung gian, giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự, kết luận điều tra nêu. Kết quả điều tra xác định, ông Tuấn đã nhận từ Nguyễn Thị Thanh Hằng tổng cộng 2,6 triệu đô la Mỹ, tương đương 61 tỷ đồng. Ông Tuấn khai đưa cho Hoàng Văn Hưng hơn 2,2 triệu đô la Mỹ để nhờ chạy án. Số tiền 400.000 đô la còn lại, ông Tuấn sử dụng vào mục đích cá nhân. Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra xác định chỉ có đủ căn cứ kết luận ông Hoàng Văn Hưng đã nhận 800.000 đô la Mỹ từ Nguyễn Thị Thanh Hằng thông qua ông Tuấn. Từ đó, cơ quan an ninh điều tra buộc ông Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 1,8 triệu đô la Mỹ, tương đương 42,8 tỷ đồng. Công an xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa tiếp nhận đơn phản ánh của nhiều người dân tố cáo vợ chồng ông Nguyễn Văn Thái, 57 tuổi và bà Võ Thị Thu Hồng, 53 tuổi, ngụ thôn Định Tân, xã Bình Châu chiếm đoạt tài sản. Theo Công an xã Bình Châu,
Nhiều ngày qua, hàng trăm người ở nhiều nơi như xã Bình Châu, Tịnh Hòa đã tập trung về nhà ông Nguyễn Văn Thái và bà Võ Thị Thu Hồng, chủ một tiệm vàng ở xã Bình Châu để đòi nợ khi nghe thông tin vợ chồng người này bỏ đi khỏi địa phương cùng một số tiền lớn. Qua công tác nắm tình hình, số tiền nợ của hai vợ chồng ông Thái và bà Hồng ước tính khoảng gần 100 tỷ đồng. Công an xã Bình Châu đang tiếp tục nắm tình hình vụ việc, đồng thời báo cáo sự việc cho công an huyện Bình Sơn. Theo tìm hiểu của phóng viên, có hàng trăm người khắp nơi ở xã Bình Châu, Tịnh Hòa và huyện Lý Sơn đã gửi tiền cho vợ chồng bà Hồng. Người nhiều nhất đã gửi hàng tỷ đồng, ít nhất hàng chục triệu đồng. Giới chức tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận thanh tra dự án 488 biệt thự xây trái phép ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, do công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư. Qua thanh tra, tỉnh Đồng Nai xác định hơn 20 lãnh đạo, cán bộ các sở ban ngành, ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom sai phạm, trong đó văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu tội phạm. Theo điều tra, vào năm 2016, khu dân cư Tân Thịnh được chính quyền tỉnh chấp thuận địa điểm dự án tại xã Đồi 61. Hai năm sau, tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1:500 cũng như báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án và chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư. Diện tích đất của dự án từ nguồn gốc 402 thửa đất của nông trường cao su An Viễn và các hộ gia đình cá nhân. Trong đó có 339 thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 26 hộ gia đình cá nhân và công ty cổ phần đầu tư LDG với diện tích hơn 15 ha. Công ty này sử dụng các thửa đất thông qua các hình thức nhận chuyển nhượng, ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy viết tay, không đúng quy định pháp luật. Mặc dù chưa được giao đất và chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư dự án, song công ty đã xây 488 căn biệt thự, nhà liền kề, 290 căn đang xây dang dở. Dự án đã thi công hệ thống đường, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải, công viên cây xanh, xảy ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Theo báo VTC dẫn thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, tỉnh này vừa phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 1980, ngụ huyện Đắk Rơ Lấp, để điều tra hành vi tham ô tài sản. Theo đó, ông Nguyễn Phi Hùng là hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, đóng trên địa bàn xã Đắk Ru, huyện Đắk Rơ Lấp. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong 3 năm học từ 2019 đến 2022, trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu thực hiện các khoản thu theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nghị quyết của tỉnh Đắk Nông không đúng với nhu cầu thực tế của trường. Trong đó, ông Hùng lợi dụng việc được ban đại diện của cha mẹ học sinh ủy quyền thu, quản lý sử dụng đối với các khoản thu của học sinh nên đã báo cáo ban đại diện cha mẹ học sinh ít hơn thực tế số tiền thu được. Cụ thể, sau khi thu được 2,4 tỷ đồng từ phụ huynh học sinh, ông Nguyễn Phi Hùng chỉ báo cáo với ban đại diện cha mẹ học sinh thu được 1,6 tỷ đồng rồi chiếm đoạt số tiền còn lại. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Theo báo VN Express đưa tin, YouTube vừa ra mắt YouTube Premium, dịch vụ trả phí không hiện quảng cáo tại Việt Nam. Với tính năng này, người dùng có thể trả phí để sử dụng dịch vụ, đổi lại họ sẽ không bị làm phiền bởi các quảng cáo, nhất là quảng cáo nhảm nhí. Giá dịch vụ cho Premium cho khách hàng cá nhân tại Việt Nam là 79.000 đồng một tháng, có sinh viên là 49.000 đồng một tháng, trong khi gói gia đình giá 149.000 đồng một tháng. Lựa chọn thuê bao có thể được chia sẻ bởi chủ nhóm cho 5 thành viên khác. Do tính năng YouTube Premium trước đây chưa có tại Việt Nam, nhiều người dùng Việt Nam từng phải đổi địa chỉ IP của mình sang các quốc gia khác để sử dụng tính năng này. Theo phản hồi của một số người dùng iPhone, thông báo trên ứng dụng YouTube cho biết họ sẽ phải trả mức phí 105.000 đồng một tháng cho YouTube Premium. Nguyên nhân của tình trạng này là do Google phải trả cho Apple 30% phí hoa hồng để sử dụng dịch vụ YouTube Premium với giá rẻ hơn. Người dùng iPhone không nên đăng ký trực tiếp trên app, thay vào đó người dùng cần truy cập vào đường dẫn youtube.com/premium để đăng ký trực tiếp trên website của nền tảng này với giá 79.000 đồng. Truyền thông nhà nước vừa đồng loạt đưa tin về cuộc gặp giữa đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba với lãnh đạo thủ đô Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rằng dựa trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và chính sách mở cửa trở lại của Bắc Kinh sau đại dịch COVID-19, thành phố Hà Nội tin thời điểm này là thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể với các địa phương Trung Quốc. Ông Dũng nêu ra một số đề xuất cụ thể gồm tiếp tục triển khai dự án đường sắt đô thị Hà Đông Xuân Mai, thúc đẩy triển khai tổ chức các lớp đào tạo cán bộ quy hoạch của Hà Nội thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh mạng. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông do tổng thầu EPC Trung Quốc thiết kế vào năm 2008, bắt đầu khởi công năm 2011, nhiều lần điều chỉnh vốn, đội vốn hơn 205%, 4 lần rời ngày hoạt động thương mại. Đến giữa năm 2021, Bộ Tài chính Việt Nam phải ứng tiền từ quỹ tích lũy để trả nợ gốc khoản vay theo cam kết của chính phủ Việt Nam trong hiệp định ký với Trung Quốc. Tổng mức đầu tư ban đầu được phê duyệt vào năm 2008 là 553 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2016, tổng mức đầu tư của dự án tăng lên hơn 868 triệu đô la Mỹ. Dự án bị xem là biểu tượng trễ hẹn và đội vốn qua 5 đời Bộ trưởng Giao thông Vận tải, lỗ 160 tỷ trong năm đầu hoạt động. Mới đây, Chủ tịch huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết,
lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra căn biệt phủ xây dựng trái phép ở núi Sập. Qua tìm hiểu, công trình trái phép này gồm 2 căn nhà có quy mô lớn, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Người dân sở tại ví von gọi là biệt phủ và cho rằng thuộc sở hữu của một cựu lãnh đạo thành phố Long Xuyên. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Điệp, chủ tịch thị trấn núi Sập cho biết, trên núi Sập có 4 ngôi nhà như biệt thự đều xây dựng trái phép, trong đó cựu lãnh đạo thành phố Long Xuyên có 2 nhà liền kề. Theo ông Điệp, ông về nhận nhiệm vụ chủ tịch thị trấn núi Sập vào tháng 8 năm 2022. Ông Điệp giải thích, lúc tôi về thì họ xây dựng gần hoàn thành rồi. Núi Sập này bây giờ toàn lãnh đạo, là cấp trên của mình không nên bó tay. Núi Sập từ đó giờ không cho ai xây dựng nhà trên núi cả, từ nay trở về sau cũng vậy. Chúng tôi sẽ làm văn bản thông báo cho người dân biết nơi nào xây dựng được, nơi nào không để mọi người biết. Thưa quý vị, hiện nay, dịch châu chấu đang gây hại trên cây ngô, thuốc lá và cây cỏ dại tại nhiều địa phương của tỉnh Cao Bằng. Trong đó tại các huyện Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình và thành phố Cao Bằng, châu chấu đang gây hại trên cây nông nghiệp với mật độ phổ biến 50-100 con trên 1m2. Có nơi cao cục bộ trên 800 con 1m2 với tổng diện tích nhiễm bước đầu xác định khoảng hơn 42 ha. Châu chấu là loại côn trùng đa thực có khả năng di chuyển nhanh, sức phá hoại lớn. Tỉnh Cao Bằng đang hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, dọn dẹp sạch cỏ bờ ruộng, đồi rừng, hạn chế các điểm châu chấu có thể sinh sản, đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp. Theo Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt tỉnh Cao Bằng, từ nay đến cuối tháng 5 năm 2023, thời tiết nóng ẩm, trứng châu chấu tiếp tục nở, có thể phát sinh thành ổ dịch châu chấu lớn gây hại mùa màng trên diện rộng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đang xác minh tin nhiều sắc phong thời Hậu Lê, Nguyễn sắp được giao bán ở phiên đấu giá tại Trung Quốc. Sắc phong là văn bản truyền mệnh lệnh của vua, phong chức tước cho quý tộc, quan chức, khen thưởng những người có công hoặc phong thần và xếp hạng cho các vị thần được thờ trong các đình, đền chùa, trong tín ngưỡng làng xã của người Việt. Theo website của nhà đấu giá, từ tháng 6 năm 2016 đến nay, gần 100 đạo sắc phong của Hoàng đế, chủ yếu thời Hậu Lê, Nguyễn, được đăng bán qua hãng Dương Minh Thượng Hải, mức giá phổ biến từ 3.000 tới 10.000 nhân dân tệ. Nhiều thánh chỉ được đấu giá thành công gồm sắc phong thần ban bố năm 1917 của vua Khải Định, giá 8.000 nhân dân tệ, sắc phong hùng uy tướng quân ban bố năm 1847 của vua Thiệu Trị, giá 10.350 tệ. Một trong những cổ vật được bán cao nhất là sắc phong thần cho xã ở Phủ Quốc Oai, Sơn Tây, ban năm 1924 của vua Khải Định, giá 19.550 nhân dân tệ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch huyện Tam Nông cho hay, trước đây nhiều sắc phong của vua được cất giữ tại đền quốc tế thuộc xã Dị Nậu đã bị lấy trộm. Một số sắc phong này có thông tin trùng với thông tin sắc phong được giao bán trên website ở Trung Quốc. Huyện đã họp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ để bàn cách tiếp cận thông tin về các sắc phong bị mất. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Bão cát, ô nhiễm nguy hiểm quay lại Bắc Kinh. Khảo sát, hơn 95 triệu người Trung Quốc từng mắc chứng trầm cảm. Dân Đài Loan đổ xô mua phù hiệu Tập Cận Bình bị đấm. Quân đội Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan, ngư dân Phúc Kiến lo gia đình chết đói. Nga điều trọng pháo lập trận địa bao vây thành trì Bakhmut thứ hai. Nga bán đảo 300.000 dân bị núi lửa động đất tấn công. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị chỉ trích bán bạn cầu Vinh. Ông Trump, nhân viên tòa án khóc và xin lỗi khi tôi ra tòa. Google bổ sung tính năng AI đàm thoại vào công cụ tìm kiếm. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông quốc tế đưa tin, mới đây một trận bão cát đã càn quét 2,29 triệu km2, ảnh hưởng 409 triệu người ở miền Bắc Trung Quốc. Cụ thể, những trận bão cát lớn nhấn chìm thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và các khu vực phía Bắc như Nội Mông, Hắc Long Giang và Tân Cương, cũng như các khu vực miền Trung và phía Tây của Nội Mông Trung Quốc. Theo đó, hashtag bão cát đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội Trung Quốc kể từ tối mùng 10 tháng 4, khi một số cư dân mạng phàn nàn rằng các thành phố của họ đã biến thành màu cam. Một số cư dân Bắc Kinh nói đùa khi đến nơi làm việc rằng họ đã trở thành những nhân vật bằng đất sét không màu, giống như chiến binh đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Đồng thời, hơn 1.000 địa điểm trên ứng dụng Blue Map, một trong những cơ sở dữ liệu môi trường công cộng của Trung Quốc, cũng cho thấy tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng. Một quan chức chính phủ Trung Quốc tại Bộ Sinh thái và Môi trường gần đây cho biết, số lượng bão cát ở nước này hiện cao gấp 4 lần so với năm 1960 do nhiệt độ tăng và lượng mưa thấp hơn ở các sa mạc phía Bắc Trung Quốc và Mông Cổ. Theo dữ liệu do Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố, số bệnh nhân mắc chứng trầm cảm trên thế giới đã tăng khoảng 18% trong 10 năm qua. Có dữ liệu chỉ ra ở Trung Quốc đến nay, số người từng mắc trầm cảm trong đời đã vượt quá 95 triệu người, tức là cứ 14 người thì có một người Trung Quốc từng bị trầm cảm. Các nguồn tin truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy, vào tháng 2 năm 2019, nhóm nghiên cứu của giáo sư Hoàng Ye-Quin, Bệnh viện số 6 Đại học Bắc Kinh đã công bố nghiên cứu trên tạp chí Y khoa The Lancet,
báo cáo về khảo sát sức khỏe tâm thần Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc có khảo sát điều tra toàn quốc về bệnh xã hội rối loạn tâm thần. Khảo sát này cho thấy tỷ lệ người Trung Quốc đã từng bị trầm cảm trong đời là 6,8% và tỷ lệ đã từng bị trầm cảm trong vòng 12 tháng là 3,6%. Số liệu điều tra cũng cho thấy tỷ lệ trầm cảm ở phụ nữ Trung Quốc là 4,2%, cao hơn đáng kể so với nam giới 3,0%. Viện sĩ Lu Lin của Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, tác động tâm lý trầm cảm này sẽ kéo dài ít nhất 20 năm. Ông đưa ra số liệu giải thích thêm rằng trong 3 năm qua, kể từ sau đại dịch Covid-19, Trung Quốc có hơn 70 triệu bệnh nhân mới mắc chứng trầm cảm, 90 triệu bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu và hàng trăm triệu người bị mất ngủ. Thực tế, bệnh nhân trầm cảm ở Trung Quốc đại lục trong những năm gần đây ngày càng trẻ hóa và dường như không hoàn toàn liên quan đến dịch bệnh. Truyền thông quốc tế đưa tin, người dân Đài Loan đang đổ xô đi mua các phù hiệu chống Tập Cận Bình. Cụ thể, người Đài Loan đang đi mua các miếng vá mô tả một con gấu đen Formosan đang đấm chú gấu hoạt hình nổi tiếng Winnie the Pooh, đại diện cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Huy hiệu này giờ đây đã trở thành biểu tượng cho sự phản kháng của hòn đảo đối với các cuộc tập trận của Trung Quốc. Trước đó, vào hôm thứ Bảy, Trung Quốc bắt đầu 3 ngày diễn tập quân sự xung quanh quốc đảo khi hàng chục máy bay vượt qua đường trung tuyến nhạy cảm của eo biển Đài Loan. Điều này xảy ra một ngày sau khi Tổng thống của hòn đảo, bà Thái Anh Văn trở về sau chuyến thăm ngắn tới Hoa Kỳ, nơi bà gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy, bất chấp những lời cảnh báo của Bắc Kinh. Được biết, các nhà kiểm duyệt Trung Quốc từ lâu đã nhắm mục tiêu vào các hình ảnh và từ ngữ chỉ Winnie the Pooh, do đó đã có nhiều hình ảnh trên Internet so sánh chú gấu hoạt hình với Tổng bí thư chính quyền Trung Quốc vì họ khá giống nhau ở vẻ bề ngoài. Hiện chiếc phù hiệu được người Đài Loan mua cho thấy một con gấu đen Formosan giận dữ cầm cờ Đài Loan và đấm Winnie the Pooh cùng với dòng chữ cuộc tranh giành. Gấu đen Formosa được coi là biểu tượng của bản sắc Đài Loan và đại diện cho tên trước đây của hòn đảo là Formosa. Thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan trong vài ngày qua, đồng thời cảnh báo về việc bắn đạn thật ở Phúc Kiến và những nơi khác, cấm tàu thuyền đi vào. Các hoạt động quân sự này đã đặt ngư dân ven biển Trung Quốc, những người quan tâm đến sinh kế hơn chính trị, vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo Reuters, ngư dân dọc bờ biển phía nam Trung Quốc dựa vào đánh bắt cá để duy trì kế sinh nhai, nhưng giờ đây các hoạt động quân sự đang khiến họ phải chịu nhiều áp lực và rủi ro hơn khi ra khơi. Báo cáo dẫn lời một ngư dân ở trên đảo Bình Đàm ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc nói rằng tổ tiên của họ đã đánh bắt cá ở đây qua nhiều thế hệ và đánh bắt cá là nghề kiếm sống duy nhất của họ. Nhưng với những cuộc tập trận quân sự mới, việc không thể ra khơi đang khiến họ vô cùng lo lắng. Người dân này nói, nếu không có cách nào để đánh bắt cá, gia đình tôi có thể sẽ chết đói. Một ngư dân họ Vương cho biết, thuyền đánh cá của ông đã đánh bắt cá ở khu vực cách đảo Bình Đàm khoảng nửa giờ vào sáng ngày 7 tháng 4 và thu về khoảng 7.000 nhân dân tệ. Trên tàu lúc đó có khoảng 20 thuyền viên. Ông cho biết, thu nhập hàng ngày của mỗi ngư dân hiện tại vào khoảng 200 đến 300 nhân dân tệ, thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu nuôi sống gia đình. Vậy nên, chưa nói đến việc chính quyền Trung Quốc có xâm lược Đài Loan hay không, nhưng những hoạt động quân sự của chính quyền này đang đẩy chính người dân Trung Quốc vào cảnh khốn cùng. Theo Defense Express, quân đội Nga vừa điều một lực lượng hùng hậu tới thành phố Adipka ở miền đông Ukraine. Trong một tuyên bố trên trang Telegram, ông Pavlo Krylenko, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Donetsk, cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành một trận tập kích nhằm vào thành phố Adipka, nơi được mệnh danh là thành trì Bakhmut thứ hai của Ukraine. Ông Krylenko viết, quân đội Nga đã biến Adipka thành đống đổ nát. Hôm nay, thành phố này tiếp tục phải hứng chịu một cuộc tập kích của đối phương. Người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Donetsk xác nhận, vụ tấn công trên không để lại thiệt hại về người do hầu hết cư dân của thành phố Adipka đã được lệnh sơ tán. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 1.800 người bám trụ lại chảo lửa này và họ đang phải đối mặt với việc bị quân đội Nga khép chặt vòng vây bất cứ lúc nào. Theo trang Defense Express, thời gian qua, Moscow đã điều động về Adipka một lực lượng vô cùng hùng hậu với quân số lên tới 30 trung đoàn. Các trung đoàn này được cho là thuộc biên chế tập đoàn quân số 1 của quân đội Nga. Ngoài ra, các lực lượng thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 1, 9, 114 và 200 cùng với Tiểu đoàn Xe tăng số 10 và một trung đoàn bộ binh đã có mặt tại các khu vực xung quanh Adipka. Các đơn vị này nhận được sự yểm trợ từ nhiều vũ khí hạng nặng, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BV cùng nhiều trọng pháo. Đặc biệt, Nga đã đưa tới Adipka các lựu pháo tự hành 2S4 Tulpan cỡ nòng 240mm. Đây được mệnh danh là lựu pháo có sức công phá lớn nhất thế giới. Ngoài ra, pháo binh Nga tại Bakhmut thứ hai cũng được trang bị thêm pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan, Tornado G và BM-21 Grad. Những lựu pháo và pháo tự hành uy lực khác cũng đã được Moscow di chuyển tới Adipka để tạo thành một trận địa hỏa lực bao vây thành phố này. Theo Reuters, chỉ 24 giờ sau khi núi lửa Sivelup phun trào, bao phủ nhiều ngôi làng bởi lớp tro xám dày tới 8,5cm, một cơn địa chấn lại khiến bán đảo Kamchatka của Nga rung chuyển. Cụ thể, một trận động đất mạnh 5,8 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Kamchatka, gây hoảng sợ cho người dân ở bán đảo vừa bị ảnh hưởng bởi núi lửa phun trào chỉ 24 giờ trước đó.
Các nhà khoa học Nga cho biết đó là dư chấn từ một trận động đất xảy ra hôm 3 tháng 4 tại khu vực này. Khá may mắn, đánh giá của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho thấy trận động đất không đủ gây thiệt hại lớn. Được biết, bán đảo Kamchatka một ngày trước đã phải hứng chịu vụ phun trào của một trong những ngọn núi lửa mạnh nhất thế giới là Sivaluk. Các hình ảnh cho thấy các đám mây cho bụi cuồn cuộn trên các khu rừng và sông của vùng viễn đông nước Nga. Núi lửa Sivaluk đã phun ra một đám mây cho trên diện tích 108.000 km2, cho bụi cao tới 20 km. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa qua đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn độc quyền trong chuyến trở về từ Trung Quốc. Cụ thể, sau cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Macron tuyên bố rằng châu Âu không nên là chư hầu của Hoa Kỳ và không nên tham gia vào cuộc chiến eo biển Đài Loan. Ông Macron cũng nói châu Âu nên giảm phụ thuộc vào đô la Mỹ. Hiện phát biểu của ông Macron đã châm ngòi cho sự phẫn nộ của nhiều cư dân mạng. Nhiều cư dân mạng nước ngoài đã dùng tên của ông Macron để chế ra động từ độc quyền Macroning, nghĩa là chủ nghĩa Macron, chế giễu Tổng thống Pháp bán bạn cầu vinh. Cộng đồng Twitter cũng châm biếm ông Macron vì lấy lòng chính quyền Trung Quốc quá đà. Được biết, ông Macron thậm chí còn xúi giục các đồng minh châu Âu có chiến lược trung lập tránh xa nước Mỹ. Hiện các đảng châu Âu đang chỉ trích ông Macron đánh mất vai trò lãnh đạo châu Âu. Hơn 30 nghị sĩ từ Liên minh Liên nghị viện về Trung Quốc IPAC đã đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh rằng những nhận xét liên quan đến Đài Loan của ông Macron không đại diện cho châu Âu và việc ông Macron cố gắng lấy lòng Bắc Kinh sẽ nhận lại phản ứng thù địch từ cộng đồng quốc tế. Tờ New York Post đưa tin, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi ra hầu tòa tại New York hôm 4 tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kể lại cảm xúc của một số nhân viên tòa án vào hôm đó. Cụ thể, ông Trump cho biết, một số nhân viên tòa án hình sự Manhattan đã khóc và xin lỗi ông khi ông ra trình diện tại tòa án. Cựu Tổng thống nói, lúc tôi tới tòa, các nhân viên nhiệt tình hỗ trợ tôi làm thủ tục và họ đã khóc. Họ là những nhân viên tòa án chuyên nghiệp, không hề gặp khó khăn trong quá trình xử lý những kẻ sát nhân và đã gặp đủ loại đối tượng phải ra trình diện trước tòa. Đó là một nơi rất khắc nghiệt, nhưng những nhân viên đó đã khóc và nói xin lỗi tôi. Trước đó, hôm 4 tháng 4, ông Trump đã ra trình diện tại tòa án ở New York, nghe công tố viên đưa ra 34 cáo buộc về làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến các cáo buộc chi tiền để ém nhẹm mối quan hệ với ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels và cựu người mẫu tạp chí Playboy Karen McDougal. Tại phiên tòa, ông Trump khẳng định bản thân vô tội và bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Cựu Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc việc đại bồi thẩm đoàn Manhattan ra quyết định truy tố ông là một phần trong chiến dịch săn phù thủy do công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg dẫn đầu. Thưa quý vị, giám đốc điều hành của công ty công nghệ Google, ông Sundar Pichai vừa cho biết, Google dự định bổ sung tính năng đàm thoại dựa trên trí tuệ nhân tạo AI vào công cụ tìm kiếm của công ty. Theo ông Pichai, những tiến bộ trong công nghệ AI sẽ giúp tăng khả năng trả lời của Google, ngay cả đối với những câu hỏi phức tạp, với thời gian ngắn hơn và độ chính xác cao hơn. Ông Pichai cho biết mục tiêu của Google là cho phép người dùng tương tác trực tiếp với các mô hình ngôn ngữ thông qua các cuộc trò chuyện đơn giản có thể truy cập qua trang web. Tuy nhiên, vị giám đốc điều hành này không tiết lộ khi nào tính năng này sẽ được bổ sung trên công cụ tìm kiếm của Google. Được biết, trước nguy cơ công cụ tìm kiếm của Google bị thất sủng do sự ra đời của ChatGPT, vào tháng 1 năm nay, Google đã giới thiệu thử nghiệm sản phẩm chatbot có tên Bard. Chatbot này được phát triển dựa trên ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo độc quyền PaLM, tùy chỉnh mô hình ngôn ngữ lớn LLM tương tự ChatGPT. Theo dữ liệu mới nhất từ cơ quan SimilarWeb, Google hiện nắm giữ hơn 90% số hoạt động tìm kiếm dữ liệu trên Internet. Đứng sau Google là Yahoo và Bing với cùng tỷ lệ 3%. Trên đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của kênh tin tức Hành trình tương lai. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, cảnh giới càng cao thì tâm càng tĩnh. Sinh ra là con người, không thể tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Những chuyện không như ý trong đời người thì nhiều vô kể. Nếu không có được một trái tim luôn tĩnh lặng như nước thì sẽ luôn phải chịu nhiều đau khổ vì suy tính thiệt hơn. Ta thường nhìn thấy một số người vì có được một vài thứ vật chất nhỏ nhoi mà vui mừng hớn hở, vui sướng đến khoa chân múa tay. Cũng nhìn thấy một số người khi mất đi thứ gì đó thì khóc lóc đau khổ, dằn vặt mãi không thôi. Đối mặt với những gập ghềnh quanh co của cuộc sống, những khó khăn vất vả, nếu trái tim vì quá coi trọng vật chất mà phải làm việc đến lao lực thì cả đời chỉ sống trong vất vả, bi thương, không có được mấy niềm vui. Một người nếu không biết cách kiềm chế tình cảm thì dễ phải đối mặt với những cảm xúc bi thương, tủi, hận trong đời. Cuộc sống dù có nghèo nàn về vật chất cũng không đáng sợ bằng sự thiếu hụt của tinh thần. Trong tâm không vì vật mà vui, không vì mình mà buồn là một cảnh giới trong văn hóa truyền thống và cũng là tiêu chuẩn tu luyện đạo đức của người xưa.
Người xưa cho rằng ham muốn càng lớn, áp lực cuộc sống càng tăng lên. Nếu có thể giảm bớt những ham muốn thì cuộc đời tự khắc sẽ nhẹ nhàng và thanh thản. Nguồn gốc của câu nói "Không vì vật mà vui, không vì mình mà buồn" xuất phát từ tác phẩm Nhạc Dương Lâu Ký của một đại thần nhà Tống, Phạm Trọng Yêm. Ý nghĩa của nó vô cùng sâu xa. Không vì những thứ vật chất bên ngoài mà vui mừng, cũng không vì bất hạnh của bản thân mình mà phiền muộn. Nếu đời người tiến cũng lo lắng, lùi cũng lo lắng, thì biết đến bao giờ mới có thể vui vẻ. Năm đó, Phạm Trọng Yêm viết trong Nhạc Dương Lâu Ký "Không vì vật mà vui, không vì mình mà buồn". Khi đó, ông đang ở trong những năm tháng khó khăn nhất của đời người, bị cách chức và bị giam giữ. 10 chữ này của ông lại không hề phản ánh những khó khăn mà ông đang trải qua lúc đó. Trái lại, cho thấy sự bình thản của người quân tử. Điều này cho thấy nội tâm của Phạm Trọng Yêm quá kiên cường. Trước khi viết ra những lời thấu triệt đạo lý kia, tâm sự của Phạm Trọng Yêm cũng khá phức tạp. Khi còn làm quan trong triều, ông thường lo lắng cho bách tính thiên hạ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cho đến khi bị lưu đày ở vùng xa xôi, ông lại lo rằng hoàng đế trong triều mà không nghe lời can gián của trung thần thì sẽ hành sự sai lầm. Do đó, Phạm Trọng Yêm không cách nào ngừng được những lo âu. Vậy thì lúc nào mới có thể vui vẻ thực sự đây? Khi đã thấu tỏ được những đạo lý hành xử trong đời, cuối cùng Phạm Trọng Yêm đã hiểu, dù có đối mặt với thất bại hay thành công, đều cần phải giữ được tĩnh khí. Đừng vì thành công hay thất bại nhất thời mà xử tệ với bản thân mình. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng nên duy trì một trạng thái rộng lượng, điềm nhiên, yêu mình, yêu người, lấy thiện đãi người. Suy xét kỹ lại, đời người quả thực có nhiều việc không như ý muốn. Đa số đều là do người ta quá coi trọng sự được mất mà thôi. Ví như nào là tranh đấu vì chức vụ, vì lợi ích, vì thanh danh mà so bì cao thấp quyết liệt với người khác. Khi đắc ý thì cười nói ha ha, coi trời bằng vung. Lúc thất ý thì mặt mày ủ rột, lực bất tòng tâm, mất hết ý chí. Cổ nhân coi những hạng người như vậy chưa đáng được gọi là trượng phu, cũng chỉ là hạng thất phu mà thôi. Trong lịch sử có rất nhiều trung thần nghĩa sĩ, khi gặp phải khó khăn cản trở đều không thấy khó mà lui. Tô Thức, Nhạc Phi, Tân Khí Tật, Lâm Tắc Từ khi bị giáng chức đều là thản đãng an nhiên, không hề bất mãn hay suy sụp, ủ rũ, nản lòng. Họ coi đó là một cơ hội để tu tâm dưỡng tính, sát son với đạo nghĩa và rốt cuộc luôn giữ cho mình một tâm hồn cao quý, một phẩm hạnh chính trực. Người quân tử có tấm lòng trong sáng vô tư, dù bên ngoài là biến nghịch gì cũng không thể đụng chạm tới tâm linh họ. Làm người, nếu có thể thanh tâm quả dục, không quan tâm nhiều đến được mất hơn thua, thì tự nhiên có thể đạt được cảnh giới không vì vật mà vui, không vì mình mà buồn. Tâm tĩnh lặng như nước là đạo xử thế của những người có đạo đức cao thượng. Thưa quý vị, khi học và hành xử theo các nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân được ví như cuốn thiên thư, đã giúp cho người đọc hiểu được nhân sinh quan, thế giới quan. Cùng với việc luyện tập 5 bài công pháp đơn giản, phù hợp nhiều lứa tuổi, nên rất nhiều người đã được lợi ích, cải biến về sức khỏe, đạo đức thăng hoa và có nội tâm an hòa. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách luyện công miễn phí chúng tôi có gắn phía trên màn hình. Nếu quan tâm, quý vị hãy truy cập nhé. Với tiêu chí chính xác, trung thực, giá trị nhân sinh, hành trình tương lai với mỗi video không chỉ là tin tức cập nhật hàng ngày mà còn là mong ước mang đến những giá trị tốt đẹp như những món ăn tinh thần gửi tới quý vị. Hy vọng mỗi ngày đều mang lại những phút giây thư thái và giá trị quay lại truyền thống với phần nhân sinh cảm ngộ. Nếu có cảm nhận gì, quý vị hãy để lại bình luận hoặc tham gia group và fanpage của chúng tôi trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích đến cộng đồng. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.